chào các bạn, mình tên là Hạnh và hôm nay Hạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là thảo dược bôi da da. Và nếu như mà các bạn biết Hạnh rồi thì cũng biết là Hạnh trước đó là có giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chỉ mụn. Nhưng mà tại sao hôm nay Hạnh lại giới thiệu sản phẩm này? Thì cái sản phẩm này không ngoài những cái việc mà chỉ những cái ngứa hay là những cái trường hợp như là bị mụn mủ này nọ, thì nó còn trị mụn được cho những bạn da tái tạo, da sử dụng thuốc rượu hoặc là bị nhiễm corticoid. Những cái bạn mà da mà đã sử dụng thuốc rượu rồi á, thì nó rất là yếu, các bạn phải hiểu điều đó. Nên mình mới không cho sử dụng cái sự trị mụn trước đó của mình. Tại vì cái sản phẩm trị mụn trước đó của mình nó phải dành cho những cái bạn mà da khỏe thôi. Thì nếu như mà các bạn đã chưa sử dụng tái tạo hoặc là chưa sử dụng thuốc rượu hoặc là chưa bị dính kem trộn đó, thì chắc chắn là mình sẽ cho sử dụng cái sản phẩm đó, thì nó chỉ một rất là tốt. Còn những các bạn mà da tái tạo đó, thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cái sản phẩm này đi, tại vì ha, da của bạn rất là yếu rồi, không riêng gì cái sản phẩm chỉ mụn nào hết á. Bạn da đang rất yếu mà sử dụng, cho dù bạn sử dụng sữa rửa mặt thôi, các bạn cũng thấy là bị ngứa, bị kích ứng nữa. Nếu như mình nói đây là những cái bạn mà bị sử dụng, những cái bạn mà da tái tạo chắc chắn là sẽ hiểu điều này, tại vì nó sẽ bị ngứa, nó bị ngứa nha, xong rồi nó cứ nổi mẩn lên, xong rồi nó châm chít, thật sự luôn á. Mình hoặc ngày xưa mình cũng từng bị nhiễm kem trộn và mình đã hiểu điều đó. Mình đã phục hồi da một thời gian rất là lâu luôn đó, tại vì cái chất đó nó rất là nặng, chất đó là như là một chất nghiện vậy á. Trong đông y, trong ngành y dược á, thì nó cái chất đó là mình vẫn sử dụng được nha các bạn, mình sợ vẫn sử dụng được, nhưng mà phải một liều lượng do bác sĩ người ta khuyên là sử dụng bao nhiêu thì đủ. Chứ người ta, những cái bạn mà sử dụng kem trộn đó, là trong thành phần kem trộn đó là nó có chất corticoid, nhưng mà người ta cho lạm dụng rất là nhiều, người ta lạm dụng cái chất đó để cho mình mau trắng lên đó, nên bị nghiện. Nếu như mà bạn ngưng ra một cái thôi á, là bạn sẽ bị nổi mẩn li ti rất là nhiều, nhưng mà bạn sử dụng lại thì nó lại đẹp. Nhưng mà thời gian đẹp á chỉ là một khoảng thời gian thôi nha, nhưng mà sau đó là bạn sẽ bị bào mòn da, tại vì nó giống như nó có cái chất bào mòn á. Thì các bạn cũng nghe là bạn cũng hiểu là da nó sẽ bị yếu đi cỡ nào rồi đó. Thì mình mới giới thiệu các bạn sản phẩm này, đó chính là thảo dược bôi da da của Đông Y Tuần Mai. Đây mình khui ra cho các bạn coi. Cái sản phẩm này á, thì thực sự ở Việt Nam thì nó rất là mới nên các bạn cảm thấy xa lạ thôi, nhưng mà mình đã cho rất là nhiều người thân cũng như bạn bè của mình mà sử dụng tái tạo và nhiễm corticoid ra sử dụng á, thì chỉ sau hai ngày thôi là đã cảm thấy là nó không còn mẩn đỏ và nó không còn ngứa nữa, và từ từ nó sẽ lạnh xuống. Đây, trong đây là có một cái hướng dẫn sử dụng và nó có in cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đây, bên này là tiếng Anh nè, bên này là tiếng Việt nè, và hiện tại là nó đã có tiếng Thái Lan, Campuchia để xuất đi những cái nước đó. Bên mình á thì cảm giác là cái sản phẩm này rất là mới nên mình còn xa lạ thôi, nhưng mà bên nước ngoài thì người ta đã sử dụng rất là nhiều rồi, rất là tốt đối với những cái trường hợp mà da bị tái tạo và những cái trường hợp mà bị bong chóc trước đó rồi á, thì mình khuyên là sử dụng cái này đi, vì nó rất là lành tính và nó rất là kiểu như là nó bôi và là nó cái cảm giác ngứa là nó sẽ giảm liền luôn đó. Mình sẽ kèm hình ảnh cho các bạn coi, và những cái trường hợp mà mình đã bị ngứa, mình bị mụn nhọt đó, mình bôi tầm một ngày thôi là nó đã bớt ngứa rồi. Sau đó mình cứ bôi dần dần nó, xong mình nặn mụn ra. Nếu như mà các bạn đang trong trường hợp mà bị tái tạo như vậy thì các bạn nên đi lấy nhanh mụn nha. Nên đi lấy nhanh mụn trước để cho những cái vết thương của mình nó hở ra, thì cái thuốc nó ngấm nhanh hơn và nó sẽ trị mụn nhanh hơn. Mình khuyên các bạn như vậy. Đây là sản phẩm bôi da da của Đông Y Tuần Mai. Nếu như mà các bạn còn thắc mắc gì về sản phẩm này á, thì có thể liên hệ với mình qua những địa chỉ mà mình để phần mô tả.
và comment phía dưới đi để mình sẽ trả lời cho các bạn về những thông tin của sản phẩm ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.